Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Trời ơi, sao tay con gái xinh mặt xinh xắn đẹp như này mà ra tay thô thế? Trông mặt mũi thì xinh xắn, đẹp đấy. Trang điểm mà tí nữa thành hot girl luôn đấy. Giờ chưa có son phấn thì trông đã cũng đã dễ thương rồi. Nhưng mà tay ra tay quá khô và thô. Vâng, tuần này phụ nữ ra tay khô và thô và giọng cao như này là giọng khắc chồng. Chắc chắc trở tình duyên. Vâng. Chắc trở tình duyên rất nhiều. Những người phụ nữ nào mà ra tay khô và thô là đa phần những số đông, khoảng 90% những người đó đều là số phải chắc trở đường tình cảm, không thể sai được. Đây là theo cái kinh nghiệm của mình. Bây giờ bạn đã thấy chắc trở chưa? Rồi ạ. Quá là chắc trở luôn. Mệnh kim mà rơi vào tháng 11, số này rất dễ về hai đời chồng. Vâng. Cái thái dương của bạn nó bị cái lõm vô. Vâng. Dấu hiệu thái dương bị lõm vô và hình như là khu vực thái dương nó hơi tối hơi đen. Nó lõm và nó hơi tối hơi đen, u tối. Thì đây là cái dấu hiệu là cái cung thê thiếp nó báo hiệu là chắc trở tình cảm. Quen rất nhiều chàng trai rồi nhưng cũng chả đến được với ai cả. Cứ lận đận rất nhiều. Ồ. Bạn là một người con gái rất là tham vọng. Tham làm và tham vọng, suốt ngày cắm đầu vào công việc, quần quật với công việc. Nhiều khi không chú ý đến bản thân nữa. Chả biết là ăn mặc như thế nào cho đẹp rồi cũng suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc thôi. Cứ đi theo con đường danh vọng đấy. Và cũng chả để ý đến chơi với bạn bè, bạn trai, bạn gái. Vì thế bây giờ vẫn còn trắc trở, chưa có chồng. Vâng. Bạn có thấy bản thân bạn là người luôn luôn dành cho công việc không? Vâng ạ. Ra tay thô và khô cũng là người số khổ. Suốt ngày phải lao đầu vào công việc và lo cho người khác. Mang với trọng trách rất lớn. Rồi, trong buổi coi ngày hôm nay bạn muốn hỏi gì, vấn đề gì? Em muốn hỏi vấn đề tình duyên nhé. Tình duyên, đấy, số bạn mình vừa nói đấy, chắc trở và số này có khi phải hai đời chồng. Vâng. Thế còn kiểu kinh doanh thì như thế nào ạ? Kinh doanh nhở, hướng theo con đường kinh doanh được. Tay này hướng theo con đường kinh doanh được, được cái chịu khó và có đường chỉ thủy tinh cũng đẹp. Đấy. Vâng. Vì thế là hướng theo con đường kinh doanh được. Và cũng xuất hiện rất nhiều đường chỉ tài đạo được hướng lên. Tuy nó mờ nhưng mà rồi nó nói là bạn cũng theo con đường kinh doanh buôn bán được, thuận lợi đấy. Nhưng mà trong năm nay bạn 29 tuổi, vận niên sao vân hớn, năm nay vẫn rơi vào vòng năm tam tai. Vì thế năm nay không có đầu tư làm ăn gì lớn được cả. Năm nay thì lên gọi là an phận thủ thường thôi. Có muốn làm gì thì hãy để trong năm sau là làm. Vâng. Năm sau làm thì sẽ tốt nhất, sẽ khá hơn. Vâng. Thế con đường sức khỏe các thứ thì nó có hiện lên không ạ? Có. Trước nhất mình nói về cái thời thơ ấu của bạn. Thời thơ ấu của bạn, bạn là một người vô cùng khó nuôi. Không thì cũng bị chết hụt mấy lần. Thế ạ? Chết hụt đây có thể là té ngã suýt chết này. Tai nạn ở thế này thế kia suýt chết vài lần. Ở đây trên đầu đường sinh đạo có mấy cái nét gạch thế này. Bạn có nhớ lại những cái gì mà hồi lúc nhỏ thời thơ ấu bạn bị chết hụt vài lần không? Ai chỉ nhớ có một lần cũng bị rơi xuống hồ ạ. Rơi xuống đâu? Rơi xuống hồ ấy ạ. Tại vì đấy là hồi bé cũng không nhớ lắm. Nhưng mà có người cứu đúng không? Vâng. May có người cứu không? Đây này. Cái thời điểm đó chắc khoảng mấy tuổi thôi, 10 tuổi đầu đại thôi. Bởi vì đầu đường sinh đạo của bạn nó có nét gạch ngang, nó báo hiệu là như vậy. Còn tiếp theo là cái sức khỏe của bạn, tay này sức khỏe không có tốt, yếu lắm. Cơ thể yếu, không làm được việc nặng, chỉ làm việc nhẹ mà thôi. Và số này số phải đi xa xứ, đi xa quê, lập nghiệp, chứ đâu ở trên đất quê hương đâu. Giờ bạn đang ở đâu, xa quê chưa? Xa rồi ạ. Nước ngoài à? Vâng. Nên số bạn sức khỏe kém. Vậy thì sao mình phải chọn một cái nghề phù hợp cho mình? Đó là sao? Kinh doanh buôn bán.
nhất thì kinh doanh buôn bán. Người ở giữa lòng bàn tay có hình chữ thập dấu cộng, đây là hướng theo con đường kinh doanh buôn bán thì được gặp được thuận lợi may mắn, là hợp với mệnh của mình nhất. Mẫu bàn tay này thì về kinh tế sau này hậu vận khá, có số làm chủ được. Đấy. Tiền tài thì cũng không phải lo nghĩ gì nhiều, bắt đầu từ năm 33 tuổi trở đi là kinh tế tốt, ổn định. Đấy, không còn phải quá lo lắng nữa, lúc đấy có thể làm chủ rồi, chủ cửa hàng, chủ cửa tiệm được rồi. Đấy, tầm nhìn là 4 năm tới đấy. Đấy, nhưng mà được tình duyên từ tới đó thì vẫn cứ lận đận mãi vậy thôi. Thế á? Không có. Thế về hậu vận thì như thế nào ạ? Được tình duyên nhỉ? Hậu vận chắc trở và số này có khi phải hai đời chồng. Vâng. Thế xem bạn thấy có hiện tỷ đó, thế vậy gia đình thì sao ạ? Con xem được ba sinh năm bao nhiêu, mẹ sinh năm bao nhiêu? Ba sinh năm 65 ạ, mẹ em xem vào 8 ạ. 365, mẹ 68, 31965, ất tỵ, mẹ 68, một thân, dần thân, tỵ hợi, phạm tứ hành xung. Ba mẹ bạn xung nhau, hai tuổi này xung nhau, ở với nhau thì dễ khắc khẩu. Vâng. Dễ lục đục và hay cãi nhau và có khi phải lôi nhau ra tòa đấy chứ. Vâng. Đã bao nhiêu lần lôi nhau, tính lôi nhau ra tòa rồi, bỏ nhau rồi. Cũng nhiều lần đấy. Thấy chưa? Đa phần đấy, ba mẹ mà trắc trở về tình duyên, trục trặc về tình cảm, hoặc là ba mẹ ở với nhau không trọn vẹn, thì con cái sau này nó cũng vướng phải kinh nghiệm như vậy. Nó như một cái tỷ đấy, thì sau này con cái nó cũng trắc trở được tình cảm như vậy. Đấy. Mình xem rất nhiều người, họ có ba có mẹ, họ ở với nhau khắc khẩu suốt ngày cãi nhau, rồi sau này họ ra đời, họ lấy vợ lấy chồng, rồi cũng vợ chồng họ cũng trục trặc như vậy. Rồi ba mẹ họ bỏ nhau, rồi sau này bạn ấy cũng lấy chồng lấy vợ, rồi cũng bỏ nhau như vậy, y hệt luôn, chả khác gì luôn. Nhưng riêng cái số của bạn, mình dám cam đoan số bạn là định số phải hai đời chồng, ở trong lá số tử vi mệnh kim rơi vào tháng 2, số hai đời chồng nhé. Và bây giờ chính bản thân bạn cũng cảm thấy là rất là chuyên chuyên về đường tình cảm rồi. Rất là đau khổ, rất là lận đận, quen chàng trai nào cũng vậy, họ đến với mình toàn là đều giả dối, đến chỉ có lừa tình lừa gạt, mà yêu không có kiểu xác định lâu dài, mà chỉ yêu chỉ là qua đường thôi. Và những người đó đa phần những người sở khanh, bắt cá mấy tay, có thể yêu bạn rồi nhưng mà còn yêu một người khác nữa. Bạn đã trải qua trường hợp đó chưa? Đấy, vậy mình nói quá đúng còn gì nữa. Đây là do cái nhân quả kiếp trước của bạn tạo ra. Đấy, vì thế là cái kiếp này bạn phải nhận phải, và nó hiện trong cái lòng bàn tay và cái lá số tử vi của bạn. Mình đây là mình đọc ra cho bạn để bạn biết. Thì cái này có thể làm lễ hóa giải nhé, làm lễ di cung hoán số để hóa giải cái vấn đề này. Hóa giải xong cái đường tình duyên của bạn nó sẽ bớt lận đận đi, bớt trắc trở đi. Bạn bố mẹ cũng làm. Mẹ cũng hay đi làm cho em ấy, là cũng hỏi lại. Nhưng mà đã thấy kết quả gì đâu? Vâng. Chưa thấy kết quả gì cả, mà có khi còn thấy tồi tệ hơn nữa. Để xem mà tay có hiện gì đặc biệt nữa không ạ? Đặc biệt à? Năm nay thì 29 tuổi. Năm nay cẩn thận về sức khỏe, năm nay sức khỏe của bạn cũng đi xuống rồi này. Sức khỏe đi xuống rất là nhiều, đau ốm, mệt trong người. Nhiều lúc bạn uể oải, bạn chả thiết làm gì nữa. Uể oải, người như kiểu là người đi mượn đấy, rất là mệt, uể oải, chán nản. Đấy. Có thấy này như vậy là đúng không? Năm nay là cái năm khá là kém sức sống. Năm nay số bạn là như cái ngọn đèn trước gió đấy. Gió thì thổi rất mạnh, mà đèn thì cứ lu mờ dần. Vậy làm sao để gió bớt đi? Chăm làm những việc tốt trong những cái năm hạn này, mua cá, mua chim, đem thả phóng sinh. Nếu mình ở xa mình không có thể mua được thì có thể bảo người nhà, mình bỏ tiền gửi cho người nhà ra chợ mua cá, mua chim, đem thả phóng sinh. Khi mình mà thả phóng sinh được nhá, tự nhiên nhá, những cái con động vật nó chuẩn bị nó rơi vào làm thức ăn cho người, chuẩn bị nó lên thớt bị chặt ra làm thức ăn cho người, nó chuẩn bị rơi vào cái cảnh cái chết đấy, nó mà được cứu thì sao? Nó sẽ giải phóng ra những cái năng lượng rất là tích cực. Đấy. Như kiểu là bạn làm được việc tốt đấy.
sẽ giải giải thoát ở những cái con vật đó ra những cái năng lượng rất là tích cực, những cái năng lượng đó nó sẽ theo bạn. Năm nay là năm hạn của bạn thì những cái năng lượng tốt đó nó sẽ đến bên bạn và nó sẽ đỡ cho bạn được rất nhiều những cái vận hạn. Đấy, đấy là giải thích theo cái cách khoa học. Thì còn theo bên nhân quả nghiệp báo thì sao? Hành thiện thì được việc lành, nhận được những cái nhân lành, mà làm ác thì sao? Nhận được những cái nhân ác. Cái điều này là đúng theo luật nhân quả luôn nhé. Vì thế mình khuyên bạn là trong năm nay là cái năm bổn mạng của mình xấu thì phải chăm làm những việc tốt, giúp đỡ những mọi người xung quanh, những người còn khó khăn vất vả hơn mình. Tiếp theo là mua cá mua chim đem thả phóng sinh đi nhé. Đấy, mình ở xa không thể làm được thì nhờ người thân người nhà giúp. Mình đảm bảo với bạn luôn, bạn chỉ làm tầm vài ngày thôi, vài lần thôi. Đấy, một tháng bạn làm tầm 2 buổi, bỏ ra mấy trăm ngàn đấy, nhờ người thân ra chợ mua chim mua cá đem thả đấy. Dần dần tự nhiên bạn thấy là cái sức khỏe của bạn tốt lên liền, tự nhiên bạn cảm thấy công việc làm nó có tích cực lên liền và sức khỏe của bạn không yếu đuối nữa. Nhưng mà riêng bây giờ nhá, sức khỏe của bạn vậy, đi khám không ra bệnh, đi kiểm tra bác sĩ không ra bệnh, bác sĩ bảo cơ thể này bình thường nó có sao đâu, chả có vấn đề gì cả, nhưng mà mệt thì vẫn cứ mệt. Bạn có thấy nhận thấy như vậy là đúng không? Thắc mắc gì nữa? Thôi cũng chỉ thắc mắc thế đấy ạ. Rồi có gì thắc mắc nữa thì nhắn tin cho mình sẽ trả lời qua tin nhắn. Vâng, thế có gì em? Thế nhá. Vâng, Chào bạn. này.